Hôm nay quay một video về chủ đề làm chuồng bồ câu cho anh em xem nhá. Anh em xem tham khảo và đóng cái chuồng bồ câu để mình nuôi trong gia đình nhé. Buổi chiều ánh sáng hơi tối tí, anh em xem thông cảm nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chúc các bạn đóng được chuồng bồ câu đẹp với lại nuôi được nhiều chim bồ câu cho gia đình chúng ta làm thịt hoặc là mình nuôi để mình bán. Và xin chào mọi người nhé.